Hello, xin chào các bạn. Lại là cô Phụng Huyền đây, và hôm nay thì cô sẽ trưa cho các bạn một vài các câu hỏi liên quan đến phần trạng từ và tính từ trong bài thi TOEIC. Và cái phần này thì nó sẽ bao gồm một số câu hỏi rất là đề hình và cũng có tính chất nâng cao nhá. Vì thế các bạn chú ý nhá. Alright, rồi sẽ có khá là nhiều từ mới đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu số 1. Chúng ta có là During the music festival, goods will be sold only by certain vendors who have registered with the planners. Thì chỗ này rõ ràng đây là một câu chia từ vựng đúng không? Tức là các bạn sẽ thấy ở đây bốn từ này là bốn từ hoàn toàn khác nhau. Bây giờ chúng ta phải xét nghĩa này. Thứ nhất là trong cái festival này này, đó chưa? Thì cái goods ở đây là hàng hóa nhá. Goods ở đây hàng hóa bằng với kiểu items này, product hay là merchandise ấy, được chưa? Sẽ bị sold, sẽ được sold là được bán only by vendors. Vendors đây là người bán hàng, được đó. Người bán hàng nào? Người bán hàng who have registered. Register, tức là người đã gì, đã đăng ký. Rồi A, controversial. Controversial nghĩa là gây tranh cãi. Ok, cái này nghĩa là gây tranh cãi nhá. Còn cái increase đây có nghĩa là gì đây? Tăng lên. Increase đây có nghĩa là tăng lên. Còn confidence chắc các bạn biết đúng không? Confidence là gì nhỉ? Confidence là tự tin. Và cái từ approve là được gì đây? Được phê duyệt. Đó. Được phê duyệt, đồng ý. Vậy thì suy ra cái câu mình cần điền ở đây ấy, thì nó sẽ phải là đáp án gì ạ? Cái này các bạn hoàn toàn phải dựa vào nghĩa thôi. Tức là trong cái festival này thì hàng hóa chỉ được bán bởi những cái người vendors, người bán lẻ đúng không? Và người bán hàng mà đã được gì? Và đã đăng ký trước đấy, tức là đã được đăng bán hàng, người mà đã đăng ký đúng không? Vậy là người bán hàng đã được gì đấy? Được phê duyệt trước đó, nên đáp án đúng của cô chỗ này phải là D, approve. Được chưa? Đó. Đúng là đi. Tiếp câu số 2. The proposed holiday schedule is chấm chấm chấm. Thì chỗ này các em nhìn bốn đáp án của cô, đây là bốn từ trông rất giống nhau đúng không? Bốn từ giống nhau như thế này thì tức là đây là có cùng gốc từ như thế này, thì đây là câu hỏi chia từ từ loại. Được chưa? Chia từ loại thì bây giờ các bạn áp dụng quy tắc easy như ngày xưa cô đã dạy các bạn ở trong một cái clip khác, thì chúng ta sẽ có cái từ to đúng không? Chúng ta có từ to ở đây, to ở đây nó là một giới từ. Vậy chỉ cho chúng ta không xét từ to, mà chúng ta phải xét cái từ đằng trước của nó là động từ to be là is ở đây đúng không? Và to be thì đương nhiên phải cộng với gì? Tính từ. Tính từ vậy chúng ta sẽ thấy là acceptably, đây là duly. Duly thì chúng ta sẽ không xét duly, đây là tính từ đúng không? Duly ở đây là trạng từ. Tiếp theo accept, thực ra accept là động từ đồng ý, từ này rất là basic. Acceptable đây đuôi able đây. Able là đuôi của tính từ. Accepting chỉ qua chỉ là be thêm ing thôi, là verb ing. Vì thế chỗ này đáp án đúng của cô sẽ phải là đáp án C, acceptable. Ở câu tiếp theo mình có như sau này. Mình có là the participants, những người tham gia sẽ bị judge, là the judge là gì nhỉ? Được đánh giá on chấm 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 này. Thì chỗ này các bạn nhìn ở đây đã bốn đáp án cũng rất giống nhau nhá. Nhìn bốn đáp án rất giống nhau thì đây là câu chia từ từ loại đúng không? Và mình cũng sẽ xét dựa vào phía đằng sau, ưu tiên việc và từ đằng sau. Từ đằng sau đây có từ performance. Performance rõ ràng là một danh từ vì có đuôi ance đúng không? Vậy suy ra đằng trước em sẽ cần tính từ. Và tính từ đáp án đúng của cô ở đây A là duly không phải đúng không? Đáp án B athlete, chính xác đáp án đúng là B athlete. Được chưa? Dễ chưa? Cái này các bạn đi thi không cần phải nghĩ nhiều đâu, tất cả những câu hỏi từ từ vựng từ loại trong bài thi TOEIC thì đều khá là dễ, alright. Cũng không cần phải băn khoăn quá nhiều đâu. Alright, và các bạn thực tế là cũng không phải dịch nhiều nhá, các em chỉ cần xác định cho cô giúp cô là cái đây là từ loại là cái gì, xong rồi chúng ta điền vào thôi, không cần thiết phải xác định từ loại cụ thể của nó là cái, tức là không cần thiết phải xác định là nghĩa, không cần thiết phải dịch nghĩa, sorry, không cần thiết phải dịch nghĩa của nó là cái gì nhá. Rồi câu số 4 tương tự, câu này cũng là một câu chia gì đây? Từ từ loại đúng không? Vì bốn đáp án này trông rất giống nhau. Thì các bạn để ý ô cô chỗ này chúng ta có từ evidence. Evidence rõ ràng có đuôi ins, nó là một danh từ. Vậy suy ra đằng trước sẽ cần tính từ. Tính từ thì bạn xem này, photographer, cái này chắc là nhiều bạn biết đây, photographer. Từ này có nghĩa là nhiếp ảnh gia đúng không? Thì đuôi ở là đuôi chỉ người rồi đuôi danh từ chúng ta không tính này. Be là đuôi ly này, đúng không? Đuôi ly đây là đuôi của gì? Trạng từ chúng ta cũng không xét này. Bây giờ còn hai đuôi x là photographic và photogenic. Thì chỗ này thực tế là các bạn sẽ thấy nhá, nếu mà giả sử như, theo như cô nhá, theo như cô thấy thì giả sử chỗ này trong tình huống mà các em thấy phân vân giữa hai cái đáp án x này thì các bạn thấy thằng nào phổ biến hơn mình sẽ chọn. Thì như thế nào gọi là phổ biến? Các bạn nhìn nhá, rõ ràng bên trên mình thấy có photographer, nó chọn đuôi fur đúng không? Photographer rồi gì đây? Photographically đúng không? Xong rồi photographic thì rõ ràng, và photogenic
đúng không? Thì rõ ràng nếu mà xét nhá thì rõ ràng ba thằng này nó sẽ có chung một gốc và nó phổ biến hơn, đấy là gì đây? Photograph. Còn tự dưng cái này nó lại thằng lòi ra một thằng là photogenic, rõ ràng nó sẽ hơi ngược, nó không phổ biến bằng ba cái thằng bên trên đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là đáp án chỗ này hợp lý. Nếu mà giả sử mình chọn thì các bạn nên chọn thằng gì đây? Photogenic với thằng photographic. Với cái thằng photogenic ấy thực ra là rất là ít gặp, vì nó có, đây là photo, nó chỉ giống mỗi cái đuôi photo thôi đúng không, đằng sau nó là genic mất rồi đúng không, kiểu thế. Đây là mẹo thôi nhá. Thì chỗ này thà mình chọn C còn hơn là chọn gì, chọn D đó, được chưa? Cái nào phổ biến hơn thì mình chọn ở đó. Thực ra đáp án D ở đây nó cũng không đến mức là không, nó có nghĩa là gì nhỉ, nó có nghĩa là ăn ảnh ấy. Thì thực ra là chẳng qua là các bạn ít gặp thôi. Thực ra thì trong tiếng Anh nó vẫn có cái từ đấy chứ không phải từ này nó không có. Nhưng mà nếu mà xét về độ phổ biến ấy thì đương nhiên cái thằng photographic thì nó gì, nó phổ biến hơn là cái thằng photogenic. Nên chúng ta thà chọn cái thằng gì, thà chọn cái thằng C còn hơn là chọn thằng D. Chỗ này dịch nôm na là cái car owner, cái người chủ xe thì phải nộp được cái bằng chứng bằng gì, hình ảnh đấy, bằng hình ảnh, có tính chất hình ảnh đây này, bằng hình ảnh. Thì chúng ta sẽ dùng đáp án C chứ không dùng đáp án D, được chưa? Đấy nhỉ. Nói túm lại là nếu mình phân hai cái tính từ nó cùng trông giống giống như nào như thế này thì thằng nào phổ biến hơn thì mình chọn thằng đó. Tiếp câu số 5. Câu số 5 mình có là câu này cũng là một câu chia từ loại thôi. Các bạn sẽ xét là phía đằng sau chúng ta có an opportunity đúng không? Opportunity đây là một danh từ, vậy sinh ra đằng trước chúng ta sẽ cần tính từ. Thì tính từ bây giờ chúng ta sẽ dùng tính từ nào? Tính từ A là trạng từ chúng ta loại này, B là mình này, danh từ loại này. Bây giờ còn excited và excite gì? Exciting. Thì cái này nếu mà các bạn còn nhớ thì trong cái bài liên quan đến phân tích gì nhỉ, so sánh tính từ đuôi ing và đuôi ed có được hướng dẫn các bạn rồi đúng không? Thì nếu mà tính từ đuôi ing ấy thì đằng sau nó sẽ có xu hướng là có danh từ, còn tính từ đuôi ed ấy, thì chẳng bao giờ nó đi trong cụm danh từ cả, mà tính từ đuôi ed thường nó đi với gì, giới từ chẳng hạn, nó đi giới từ. Đây chúng ta thường có từ excited, nó hay đi với giới từ about nhá. Excited nó đi với about something là chúng ta cảm thấy hào hứng và hứng thú với cái gì. Còn exciting là cái gì đấy nó gây ra sự hào hứng, đúng không? Vậy thì rõ ràng đây là một cơ hội gì rất thú vị, đúng không? Nên chỗ này chúng ta phải chọn đáp án là gì đây? Exciting. Vì đằng sau có danh từ opportunity nên chúng ta dùng tính từ đuôi ing. Ok, dễ đúng không? Tiếp này câu số 6. Đây lại là một câu chia từ loại tiếp. Thì các bạn sẽ thấy đằng sau có từ terms. Terms ở đây là điều khoản, thường đi với hợp đồng ấy nhá. Thì đây rõ ràng là một danh từ, thì đằng trước các bạn sẽ dùng gì? Tính từ. Và tính từ đây chúng ta có agreeable, agreement, agreed. Thì chỗ này là nếu mà giả sử chúng ta có tính từ cả đuôi able và đuôi ed như thế này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn thằng có đuôi gì, able, us các thứ trước khi chọn đến đuôi ing và ed. Cái này cô cũng đã nhắc cho các bạn ở trong cái clip mà hướng dẫn làm câu hỏi từ loại rồi nhá. Chúng ta sẽ bao giờ cũng ưu tiên những cái tính từ có đuôi kiểu suffix ấy, kiểu là able, able, us, còn cái đuôi kiểu là đuôi là ed với ing thì chúng ta sẽ lựa chọn sau cùng, đấy là lựa chọn cuối cùng, được chưa? Rồi tiếp này câu số 7 chúng ta có là gì đây? Bốn đáp án này cũng rất là giống nhau, đúng không? Câu này nó lại hơi lặc loài ra một tí. Thực ra các bạn sẽ thấy là A là to accept này, B là accept này, C là accepting, D là accepted. Đây là bốn dạng khác nhau của động từ accept nhé. Thế vậy thì chúng ta sẽ chia như thế nào? Thì cái này các bạn sẽ xét họ cô ở phía đằng trước chúng ta có này, is generally. Thì chỗ này thực ra cái trạng từ đây chúng ta có thể vứt đi, vì trạng từ nó không hề không có tác dụng gì cả, được chưa? Nó chỉ khác với nghĩa thôi. Nên chỗ này mình xét là ở chỗ này chỉ còn lại cái từ, nếu mà xét chính xác thì chúng ta sẽ dựa theo từ is. Is ở đây nó là một động từ to be. Vậy thì đằng sau động từ to be thì động từ nó sẽ có hai dạng nhá. Đằng sau động từ to be thì nó một là verb ing, hai là verb gì đây? Hai là verb ed. Nếu mà to be cộng với verb ing thì mang nghĩa chủ động. Đó. Còn to be cộng với lại verb ed thì mang nghĩa gì? Bị động. Thế bây giờ chỗ này thì chủ động hay bị động đây, chúng ta cùng xét. Thứ nhất là nếu muốn biết chủ động hay bị động bao giờ các bạn cũng phải dựa vào tân ngữ. Ở chỗ này cô có từ as. As ở đây nó là một giới từ, nó không phải tân ngữ, thì cô có thể suy ra đây là câu bị động. Và câu bị động ở đây thì đáp án đúng của cô sẽ là đáp án gì đây? Cộng với ed, đáp án đúng là d. Được chấp nhận nhá. Cái hệ thống này fingerprint chấm vân tay này nó được chấp nhận nhá. Nên đáp án đúng là d. Câu số 8. Câu số 8 thì các bạn thấy đây là bốn từ hoàn toàn khác nhau, đúng nhỉ? Nên bốn từ khác nhau này các bạn phải dịch nghĩa thôi nhá. Thì ở phía đằng sau các em thấy ở đây cô có từ change, sự thay đổi. Thì bây giờ mình phải xem sự thay đổi thường đi với cái gì. Patients là gì nhỉ? Bệnh nhân ấy, được chưa? Bệnh nhân này, bệnh nhân thì nên gì đây? Call the emergency, gọi lên cái đường dây khẩn cấp này đúng không? Gọi để cái này đúng không?
Immediately là ngay lập tức nếu mà họ experience là họ trải qua họ gặp phải changes in temperature, temperature là gì? Nhiệt độ. Họ có sự thay đổi về gì đây? Nhiệt độ, họ có sự thay đổi về nhiệt độ, bị thay đổi nhiệt độ. Như thế nào? A sudden là gì? Sudden có nghĩa là kiểu như là đột ngột. Còn B contemporary là gì? Đương thời, kiểu như là nghệ thuật đương thời, tranh đương thời gì gì đó, đúng như thơ ca đương thời đó thì chính là từ contemporary. Tiếp từ ideal là có nghĩa là kiểu lý tưởng. Còn reasonable là hợp lý, thường đi với giá cả nhá. Từ reasonable rất hay gặp trong bài T2X, nhưng nó lại hay đi với giá cả. Nên đáp án đúng chỗ này của cô sẽ phải là những sự thay đổi đột ngột về gì? Sự thay đổi đột ngột về 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 nhiệt độ. Thì lưu ý một tí xíu chỗ cô chỗ này là cái từ thay đổi, những cái sự mang nghĩa thay đổi thường đi với những cái từ mang nghĩa như này, thay đổi nhá, thay đổi thì changes này, cái từ change này. Nhờ, nó hay đi với những cái gì, hay đi với những nghĩa như là sudden này, đột ngột này, hoặc là dramatic. Nhờ, hoặc là gì đây, đáng kể, ví dụ significant. Đó, hay là gì đây, considerable. Hoặc là gì, appreciable. Đấy, thì nó hay đi với một là thay đổi đột ngột, thay đổi đáng kể, nhiều. Đấy, thì thường rất hay đi với từ changes. Cái này nó là thói quen của bài T-TOEIC nên chúng ta phải học thuộc thôi nhá. Và làm nhiều chúng ta sẽ nhớ. Ok, tiếp này. Chúng ta có từ tiếp câu tiếp theo, câu số 9. Cô có đằng sau, đây là bốn đáp án, cũng là bốn danh từ hoàn toàn khác nhau nên các bạn cũng phải xét gì? Xét vào nghĩa. Ok, thì đầu tiên chúng ta thấy rằng là chỗ này có supervisor là người giám sát đúng không? Cho phép cái Mr. Martin take three additional vacation, có thêm 3 cái kỳ 3 ngày nghỉ lễ bởi vì chấm chấm achievement là cái thành tựu của anh ta đúng không? Cái thành công thành tựu cái gì mà ông ta đã đạt được ấy. Thì A là unlimited. Nếu các bạn biết thì từ limit là có nghĩa là giới hạn, thì unlimited thì nó sẽ không giới hạn. Là từ not worthy. Not worthy có nghĩa là đáng chú ý. Các bạn biết từ note không? Các em biết từ note không? Note có nghĩa là ghi chép đúng không? Chú ý. Đấy. Thì ví dụ như mình có từ notice chẳng hạn. Đây này. Cái cách nhớ từ các bạn có từ nha. Ví dụ các em có từ như từ notice đây này. Các em có từ note này. Note là ghi chép này, đúng không? Note. Note là ghi chép này. Rồi notice là thông báo đúng không? Rồi tôi hoặc là động từ, cái từ notice tôi phát hiện ra, tôi chú ý, tôi phát hiện thấy. Thế cái từ not worthy, worth bình thường nó có nghĩa là xứng đáng. Thế mình có thể suy ra, cái từ not worthy, tức là đáng, đúng không? Worthy là đáng. Vậy thì not worthy là đáng gì đấy? Đáng được chú ý, đáng chú ý. Được chưa? Đó. Tiếp này từ identical. Identical đây là có nghĩa là giống nhau. Nhá. Hai, ví dụ hai chị em sinh đôi giống nhau, easy, gọi là identical twins. Đó. Satisfied. Satisfied đây là gì đấy? Cảm thấy hài lòng, và thường satisfy sẽ đi với giới từ nhỉ? Rồi đi, satisfy, đây satisfy là hài lòng, và thường satisfy thì hay đi với giới từ gì? With something, tức là hài lòng với cái gì đúng không? Vậy thì hợp lý chỗ này rõ ràng là những cái thành tựu gì nổi bật đáng chú ý của anh ta, nên đáp án đúng của cô đây là be noteworthy. Chưa? Rồi tiếp câu số 10. Câu số 10 đây là câu truy từ loại rồi, lại dễ rồi đúng không? Đây, xét ở phía đằng sau của có từ when. When thực ra ở đây when nó một liên từ, chúng ta sẽ không thể xét vào từ when được. Các bạn phải xét ở từ đằng trước thì chúng ta có từ becomes. Nếu các em còn nhớ thì đã có lần cô nói với các bạn rằng là tính từ thì nó sẽ đi sau những cái gọi là link động từ to be. Tính từ nhá, adjective. Adjective nhá thì nó sẽ đi sau gì đây? To be sẽ cộng với adjective, hoặc là gì, linking verb sẽ cộng với gì? Sẽ đi với gì, adjective. Và linking verb thì thường trong bài thi chúng ta gặp hay thằng là become hoặc là gì đấy, remain. Đây chính là become đây, được chưa? Trở nên làm sao đó. Nên chỗ này hợp lý của cô chính là đáp án gì đây? Become gì đây? A là trạng từ nhá. B là đuôi ize, cô đã nói rất nhiều lần rồi đúng không? Đây là đuôi của động từ. Finals và final thì chỗ này các bạn thấy là finally mà vứt ly đi, còn final đáp án đúng của cô cho nên là D, final. Ok chưa? Rồi tiếp câu số 11. Câu 11 cũng lại là một câu chia từ vựng, chia từ loại tiếp, thì các bạn sẽ thấy bốn đáp án hoàn toàn cùng chung một gốc đúng không? Thì chúng ta sẽ xét lại ở phía đằng sau. Ở đây cô có từ to high, đây là to verb, chúng ta không dựa vào đó được. Nên đằng trước chúng ta sẽ có to be là is, đúng chưa? To be là is. Is cộng với tính từ nên chúng ta chọn đáp án tính từ thôi.
Tính từ thì các bạn sẽ đi tìm trạng từ xong vứt ly đi, thì các bạn sẽ thấy be có necessarily. À, vứt ly đi thì còn see là bản đúng của cô là see luôn, không cần phải dịch. Câu số 12 cô có là gì đây? Câu số 12 cô có là đằng sau, đây là cũng là một câu chữ từ loại, chỉ từ loại đúng không? Đằng sau có dưới từ to, chúng ta không xét vào dưới từ to, và chúng ta sẽ đằng sau to chúng ta không xét đúng không? To ở đây không xét vì đây to dưới từ. Đằng trước chúng ta có should be, đây rõ ràng là to be. To be cộng với gì đấy? Cộng với tính từ. Đúng không? Cộng với tính từ ở chỗ này các bạn sẽ lấy trạng từ vứt đi ly đây, các bạn trạng từ be đây, vứt ly đi thì sẽ còn tính từ là đáp án đúng sẽ là gì? Be relevant. Đấy. Một của mình sẽ là relevant ở đây. Được. Rồi tiếp này. Câu số 13. More chấm 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 vehicles. Thì các bạn sẽ thấy ở đây có từ vehicles đúng không? Nhưng mà bốn đáp án này là bốn đáp ba đáp án hoàn toàn khác nhau nên các bạn phải gì đây? Phải dịch nghĩa. Mr. Sims, ông này ông needs a more, một cần một cái vehicle, một cái xe làm sao đó for commuting, để đi lại, những cái từ commute là đi lại, from his suburban home to his office hometown, từ cái gì, ngôi nhà ở ngoại ô vào trong gì, vào trong gì, văn phòng ở trong thành phố. Vậy thì chỗ này A, expressive bình thường nếu các bạn biết ấy, thì là express là bày tỏ, biểu lộ đúng không? Thì cái này expressive là có ý, có hàm ý hoặc muốn biểu lộ cái gì đấy gọi là expressive. Reliable là đáng tin cậy nhỉ. Partial là một phần thôi. Và gì extreme là cực kỳ, mang nghĩa rất cực kỳ. Nên hợp lý chỗ này một cái phương tiện làm sao đáng tin cậy hơn đúng không? Nên đáp án đúng của cô sẽ phải là gì? Reliable. Đấy. Tiếp câu số 14. Chỗ này bốn từ cũng hoàn toàn khác nhau. Câu số 14, bốn từ cũng hoàn toàn khác nhau được chưa? Các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có bốn từ này là bốn từ hoàn toàn khác nhau này, chúng ta phải dịch nghĩa này. Having proper ventilation throughout the building, cái hệ thống thông gió, hiểu chưa? Nếu các bạn không biết từ này không sao cả. Tức là nếu các em dịch là có một cái proper gì gì đấy, được chưa? Có một cái proper gì đấy khắp cái building thì chấm 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 trong việc gì đấy, protecting health. Bảo vệ sức khỏe này và gì đây, well-being of workers. Vậy thì rõ ràng chỗ này là mang nghĩa rất là tốt, có một cái hệ thống gì đấy là làm sao đấy cho việc gì, bảo vệ sức khỏe của nhân viên đúng không? Thì A, cooperative, từ này nếu các bạn biết có đuôi câu câu này, đuôi câu câu thì thường nó có nghĩa là hợp tác, cộng tác, đây cũng thế. Cooperative có nghĩa hợp tác. Visible, bạn biết từ vision không? Vision này, nếu các em biết có từ vision, xe vision ấy, cô hay liên hệ với xe vision là xe có tầm nhìn ấy, thì chúng ta sẽ có từ visible là có thể nhìn thấy được, được chưa? Essential, essential là cần thiết, cần thiết. Và từ này cực kỳ, nó bằng với từ gì nữa? Nó bằng với từ important này. Nó bằng với từ gì nữa? Necessary. Và rất hay đi với từ for something. Cần thiết cho ai, cho cái gì thì người ta sẽ dùng essential, important, necessary, for. Necessary vẫn viết ra. Rồi. Tiếp alternative là cái sự thay thế nha. Alternative là sự thay thế rất hay gặp trong phần listening của phần part 3, part 4, right. Một cái phương án thay thế. Vậy thì chỗ này rõ ràng là cái này có cái này là gì? Là cần thiết nên đáp án đúng của cô chỗ này phải là gì? C. Đây này có dưới từ for này, các em thấy không? Đấy, essential for protecting the health. Rồi, tiếp câu tiếp theo câu số 15. The governmental department gì đấy, chỗ này chúng ta sẽ về bốn đáp án là bốn từ trông rất giống nhau nên chúng ta sẽ xét dựa vào từ loại. Đằng sau ở đây cô có từ service đúng không? Service, service ở đây là danh từ rõ ràng rồi nên đáp án cần tính từ. Tính từ của cô ở đây sẽ là đáp án A, legal. Ok. Rồi câu số 16. Câu số 16 các bạn sẽ thấy rồi câu số 16. Câu số 16 các bạn sẽ thấy ở đây cô có từ cost đúng không? Cost. Cost là một danh từ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dùng gì nhỉ? Tính từ đứng trước nó đúng không? The term from cost. Thì A, estimation là danh từ, B, estimate là động từ, estimated và estimating. Bây giờ có hai đáp án này các bạn chọn cái nào? Thì lưu ý với cô là trong cái cụm danh từ như thế này gọi là một cụm danh từ này. The term from cost. Thì trong cụm danh từ như thế này ấy, thì đa phần động từ nó sẽ được chia ở dạng gì đây? Tức là cái giá nó được gì, được ước tính, cái chi phí được ước tính. Và thường đáp án đúng của cô chỗ này sẽ là C. Cái này thực ra là để nói về cái này thì nó sẽ có hẳn một cái bài riêng nhá. Cô sẽ có hẳn một cái bài riêng để nói cho các bạn tại sao trong cái cụm danh từ khi nào nó là ing, khi nào nó là ed. Ok chưa?
À, cái này cũng có thể các bạn xem lại cái video cô phân tích cho các bạn, cô hướng dẫn các bạn cách làm câu hỏi có tính từ doing, tính từ ready cô cũng đã nhắc một lần rồi, liên quan đến cái động đến cái chia động từ trong cụm danh từ như này, thì chỗ này chúng hàm ý rằng là gì, là cái estimated cost, đây là nghĩa bị động nhá, tức là cái giá được tính, được người ta ước tính trước thì nó là như thế đấy, được chưa? Rồi, vậy thì hôm nay cô sẽ chữa, đây cô vừa sửa xong cho các bạn 16 câu hỏi liên quan đến phần gì đây, ở một vài cái trường hợp đặc biệt, cũng không phải là đặc biệt lắm, nhưng mà vài cái trường hợp liên quan đến động từ, đến trạng từ và tính từ trong bài thi TOEIC. Và cô hy vọng rằng là cái bài này nó đã giúp cho các em bổ sung thêm một số lượng từ vựng đáng kể, và cái cách làm bài củng cố thêm cho các bạn cách làm bài về tính từ và trạng từ trong bài thi TOEIC. Và lưu ý là khi học tính từ và trạng từ không phải chỉ các bạn chỉ chăm chăm làm mỗi câu hỏi từ loại nhé, mà các em còn phải học thêm nghĩa của các cái tính từ phổ biến nữa, được chưa? Rồi, ok, bài hôm nay của cô đến đây là hết rồi, chúc các bạn học tốt nhé.